Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, họp phiên bế mạc, kỳ họp được đánh giá thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc có chất lượng cao. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia có hiệu quả các nội dung chương trình nghị sự, góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, họp từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023, đã xem xét quyết định thông qua 8 luật như luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, luật đấu thầu, luật giá, luật giao dịch điện tử, luật hợp tác xã, thông qua 17 nghị quyết cho ý kiến lần thứ 2 về dự án luật đất đai sửa đổi và cho ý kiến lần đầu về 8 dự án luật. Tham dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có 7 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu làm việc tại các cơ quan trung ương, 3 đại biểu làm việc tại địa phương. Kỳ họp có 26 phiên họp thảo luận ở hội trường, 10 phiên thảo luận tại tổ. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát triển 8 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở hội trường, 16 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở tổ và 2 lượt chất vấn các bộ trưởng. Các phát biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư tâm huyết trí tuệ, đồng thời có sự tham vấn thảo luận trong đoàn. Qua đó, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, tham gia ý kiến góp ý các dự án luật và nghị quyết. Các nội dung đều được chủ tọa kỳ họp đánh giá cao, phản ánh đầy đủ kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh với Quốc hội.